lời hẹn hò nhịp cầu reo thương mến đời yên vui ta xây đắp tương lai niềm tin Ladies and gentlemen, we'd like to introduce you a special guest and be a witness of what happened during the years of President Ngô Đình Diệm's administration. Senator Lê Châu Lộc is a former aide to the late President Ngô Đình Diệm, and he was there with the President during the early years of the Republic. So it is our honor to introduce to you Senator Lê Châu Lộc. Thưa quý vị trưởng thượng, kính thưa quý ông, quý bà, quý bạn, nhất là các anh chị em trẻ. Có lẽ tôi không cần phải nói gì nữa, bởi vì suốt từ đầu đến giờ, tôi không nghĩ là chúng ta còn có thiếu cái gì để mà hiểu nữa. Xuyên qua những lời phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Chí, là người trưởng ban tổ chức, ông đại tá Lê Văn Trang, đại diện của sinh viên, đại diện của thanh niên thiếu nữ và đại diện của Hoa Kỳ, ông dân biểu Lê Văn Thôn và bao nhiêu vị đại diện tại địa phương chúng ta, trong đó có ông Tạ Đức Trí là thị trưởng của thành phố Westminster mà chúng ta có thể hãnh diện vô cùng. Tôi chỉ xin nêu một vài điểm gọi là chia sẻ với quý vị. Trước nhất, tôi vui mừng mà thấy cái lễ này được tổ chức hoàn toàn bởi giới trẻ, mà anh Nguyễn Minh Chí là cái người đã tham gia từ năm 2006 khi tôi được cái hân hạnh lần đầu tiên đem lễ tưởng niệm Tổng thống Ngô Đình Diệm ra khỏi khuôn viên chật hẹp của một thanh đường để nói lên với tất cả mọi người là Ngô Đình Diệm thuộc toàn dân Việt Nam, không phải chỉ của người Công giáo. Hôm nay, người Công giáo đã tổ chức lễ cầu hồn cho Ngài tại thánh đường Santa Barbara. Trong đó tôi thấy có rất nhiều người bên lương, rất nhiều người Phật tử. Và tại đây, tôi cũng thấy có cái sự hòa hợp của tất cả mọi người làm cho tôi vui mừng vô cùng. Vì cái mục đích đầu tiên 2006 khi mà tôi nhận cái sự chỉ định của đồng hương hơn 30 đoàn thể lúc bấy giờ để ra tổ chức lễ tưởng niệm lần đầu tiên và kế tiếp 2 năm sau đó. Cái mục đích làm thế nào chẳng những là mình có dịp để bày tỏ cái lòng tri ân của mình đối với một vị tổng thống mà mình thấy rõ là công lao rất là hiển hách và rất là sáng lạng đối với dân tộc Việt Nam chúng mình. Và cái mục đích khác mà tôi nhận được là tổ chức lễ tưởng niệm này để cho giới trẻ có thể nhân cái dịp mà tìm hiểu về cái quá khứ, về cái lịch sử cận đại của mình và cái di sản mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đã để lại. Vì cái hy vọng của tất cả chúng ta là cái công cuộc tranh đấu này sẽ tiếp diễn cho đến cái ngày nào mà Việt Nam chúng ta quang phục. Không phải chỉ có lớp người lớn tuổi, nhưng mà các giới trẻ đời này qua đời kia, cho đến khi nào chúng ta quang phục được Việt Nam, chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Và hôm nay chúng ta thấy rõ, và tôi rất mừng và rất hãnh diện, và xin báo cáo với đồng bào đồng hương rằng thì là tuổi trẻ đang dấn thân. Có người kêu gọi, đó đã dấn thân rồi. Rồi tôi xin bảo đảm với tất cả quý vị trưởng thượng, quý vị đàn anh, xin chia sẻ, xin làm gương, xin đôn đốc, xin khuyến khích. Rồi chúng ta có quyền hy vọng rằng cái gậy mà chúng ta đưa lại, cái ngọn đuốc mà chúng ta trao qua, nó sẽ chiếu sáng cho đến ngày nào chúng ta trở lại được Việt Nam. Hoặc là bằng thân thể, hoặc là bằng một hũ tro tàn. Thưa quý vị, cũng có cái vấn đề có người nói tại làm sao đem ông Tổng thống này ra ở tại cái nơi linh địa này.
mà đằng sau là hình của chiến sĩ Việt Mỹ, nó làm giảm giá trị tổng thống Ngô Đình Diệm. Tôi xin thưa rõ, 5 năm tôi làm với ông, bạn của ông là những chiến sĩ, bạn của ông là những chiến sĩ Việt Nam và bạn của ông là những chiến sĩ Hoa Kỳ. Tôi xác quyết như vậy để không có người nào có thể nói rằng tổng thống Ngô Đình Diệm bài Mỹ trong Mỹ, tổng thống Ngô Đình Diệm trong một chính sách nào đó của Mỹ, trong một cái lobby nào đó của Mỹ, lúc bây giờ nó án ngữ cái việc chính trị ở tại Washington. Tổng thống Ngô Đình Diệm nói bị đô đốc tổng tư lệnh quân lực Mỹ tại Thái Bình Dương hồi năm 1962 tại dinh số 1 ở Đà Lạt. Tôi là cái người đứng tại chỗ, ông bắt tôi phải đứng tại chỗ khi mà ông nói chuyện với đô đốc đó. Thì ông nói với tôi thế này: tôi làm một vòng chân trời, ông nói bằng tiếng Pháp, je fais un tour d'horizon. Tôi làm một vòng chân trời, tôi chỉ thấy có nước Mỹ là có thể giúp chúng tôi đương đầu với cái khối cộng sản quốc tế lớn lao này. Chỉ có một điều tôi xin là đừng có tham gia bằng lực lượng quân đội. Hãy giúp chúng tôi trên bệnh viện tuyên truyền, bệnh viện chính trị, bệnh viện vận động quốc tế, bệnh viện giúp đỡ, phương tiện, tài lực. Nhưng mà sự tự do phải là do dân chúng tôi đổ máu ra mà chinh phục, chứ không thể nào có sự tự do do người ta đưa lại. Tôi là nhân chứng lúc bây giờ, tôi xin nói rõ để đừng có ai sợ hãi rằng chúng ta làm như thế này thì chúng ta mâu thuẫn. Và nếu chúng ta mà nói rằng chúng ta thân người Mỹ thì xin nói rõ, không phải chúng ta đầu phục người Mỹ như là cộng sản đó đầu phục Nga, đầu phục tao. Chúng ta là đồng minh của người Mỹ và chúng ta sẽ mãi mãi là đồng minh của người Mỹ, và chúng ta không sợ bị mang cái tiếng bán nước. Cho nên vì vậy tôi cũng nhân cái dịp này tôi xin thưa rõ để đánh tan hết tất cả những sự nghi ngờ, những sự mâu thuẫn ở trong lòng. Rồi kế đó, xin yêu quý bạn nhớ, lần này chúng ta dựng cao cái hình ảnh này để dựng cao một cái biểu tượng Pháp khi tranh đấu cho sự tự do của mình, có De Gaulle, Anh có Trù Siêu, Ấn Độ có Gandhi, gần đây Nam Phi Châu có Nelson Mandela, Việt Nam quốc gia của chúng ta có ai vậy? Cho nên từ đây về sau chúng ta sẽ thấy một hướng đi, vì cái biểu tượng này nó tiếp tục nó sẽ chỉ đường cho chúng ta, và chúng ta nhất định không đầu hàng, chúng ta nhất định sẽ bất khuất, chúng ta nhất định sẽ làm sao quang phục cái đội bóng Việt Nam độc lập thật sự, tự do và dân chủ, trong đó con người được kính trọng hoàn toàn. Tôi xin cảm ơn quý vị. Thank you.
Niềm tin